Đây là loại xe gì? Nó mỏng đến nỗi còn không cao bằng cái bánh xe. Vấn đề là nó vẫn có thể chạy như bình thường. Và điều khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi nhất là chiếc xe này là ô tô điều khiển từ xa hay có người điều khiển. Không khó để phát hiện ra rằng thực sự có tài xế trong xe. Một chiếc xe tuyệt vời như vậy được tạo ra bởi một chuyên gia tân trang. Hình dáng ban đầu của chiếc xe thực chất là một chiếc vỏ ô tô ở bãi phế liệu. Để phục hồi nó, chàng trai này đã cắt toàn bộ nửa trên của thân xe, rồi chui vào bên trong để đảm bảo có thể chứa một người, sau đó đặt chiếc xe cắt đã bóc vỏ vào bên trong. Đúng vậy, đó chính là đáp án cho câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc, làm thế nào để một chiếc ô tô siêu mỏng di chuyển mà không có lốp ở bên ngoài. Tất nhiên, nguồn cung cấp năng lượng đương nhiên là động cơ xe cát. Phương pháp đơn giản và hiệu quả này không chỉ có chi phí thấp mà còn rất thú vị. Để ngăn mọi người nhìn thấu bên trong xe qua ô cửa sổ trong suốt, nhóm nghiên cứu cũng đã sơn kính cửa sổ màu đen. Nhưng chẳng những người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, mà người tài xế bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Vì vậy, một chiếc camera đã được lắp đặt trên nóc xe để truyền hình ảnh đến điện thoại di động theo thời gian thực để quan sát tình hình đường xá xung quanh. Cuối cùng, người lái xe chỉ cần nhìn xuống điện thoại di động, sau đó điều khiển tay lái là có thể điều khiển xe. Rất kỳ diệu đúng không? Đây là tàu cao tốc hay xe tải? Nó là tàu cao tốc, nhưng nó có kết cấu của một chiếc xe tải. Nó là một chiếc xe tải, nhưng nó có hình dạng của một chiếc tàu cao tốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu chỉ lái xe trên đường, sẽ ít khi gặp nó lắm. Trên thực tế, đây là một loại xe tải mới, được làm từ các vật liệu như sợi carbon và hợp kim nhôm, có tổng trọng lượng 30 tấn. Mặc dù nó không có hình dạng của một chiếc xe tải, nhưng cấu trúc mặt trước giống chiếc tàu cao tốc này có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Trước hết là về mức tiêu thụ nhiên liệu, nó có thể tiết kiệm được 10 lít dầu trên 100 km và trên cơ sở này, tốc độ của xe tải có thể được tăng lên. Vậy nguyên lý của nó là gì? Có thể thấy rằng toàn bộ chiếc xe tải có vẻ ngoài thuôn dài và thiết kế lệch hướng ở phía sau có thể làm giảm đáng kể lực cản của không khí đối với xe trong quá trình lái. Đó cũng là lý do khiến tốc độ của nó nhanh. Nhiều thiết bị quang điện được lắp đặt trên nóc xe, điều này cũng giúp tăng tuổi thọ pin của xe tải. Không chỉ vậy, chiếc xe tải này còn có chút kỹ năng thứ thiệt. Ngoài việc có thể tách rời thân xe, nó còn có hệ thống truyền động tiên tiến, giám sát áp suất lốp, vân vân. Những điều này có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ và cải thiện hiệu quả vận chuyển cho xe tải mới. Nhưng tại sao nó không được ứng dụng rộng rãi? Trên thực tế, mấu chốt nhất chính là vấn đề chi phí. Với công nghệ tiên tiến như vậy, chi phí sản xuất đương nhiên sẽ tăng cao, đúng không nào? Bạn đã bao giờ nhìn thấy siêu xe Transformers chưa? Tốc độ chạy trên đường không chỉ có thể đạt tới 290 km/h, ngay cả khi bạn bị kẹt xe, bạn có thể đi thẳng xuống nước mà không cần e ngại. Thật tuyệt vời! Sở hữu một chiếc xe thể thao có lẽ là ước mơ của mọi người. Ngồi trên đó lái xe thư giãn, khỏi phải nói là tuyệt như thế nào. Nhưng anh chàng này không hài lòng với hiện trạng, anh muốn chiếc xe thể thao vượt được đường thủy nên đã tốn gần 6 năm trời, cuối cùng cũng đã tự mình chế tạo ra một chiếc xe thể thao lội nước cực ngầu. Nhìn bề ngoài có thể thấy nó không khác gì một chiếc xe thể thao bình thường, thậm chí có chút giống xe ủi đất. Điều đáng nói là để thân xe có khả năng chống thấm nước cao nhất có thể, anh ấy đã sử dụng nhôm và thép không gỉ làm vỏ ngoài. Ngoài ra, một động cơ đẩy phản lực được lắp đặt ở đuôi nên dù gặp sức cản của nước cũng không sợ hãi. Xem xong mới thấy nội thất bên trong chỉ là một tấm kim loại lạnh lẽo, so với những chiếc siêu xe thông thường thì kém hơn rất nhiều, lại chỉ ngồi được một người nên càng không thể chở bạn bè đi nhờ. Nhưng hiệu suất của nó rất mạnh bởi vì nó có động cơ xi lanh quay Mazda bên trong, nó có thể chạy trên đường với tốc độ 290 km/h. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của địa điểm, cuối cùng nó đã lập kỷ lục 200 km trên mặt nước, chưa kể nó còn nhanh hơn cả tàu cao tốc và tốc độ tối đa của nó đã đạt tới 96 km/h. Xem kìa, có một người đàn ông đang trốn sau thùng rác, bộ dạng lén lút không làm gì khác mà là tìm cơ hội sử dụng thiết bị chặn đường trên tay để chặn xe máy. Nhưng rõ ràng là người đi xe máy nhìn thấy vậy đã quay đầu bỏ chạy. Loại thiết bị cần phải mở thủ công này thật tốn sức, nhưng đó cũng là vì lý do an toàn. Những thiết bị chặn cơ học này được thiết kế là để chặn xe. Thậm chí đừng nghĩ về những gì xảy ra với những người bên trong. Tỷ lệ thương vong cao đáng sợ. Vậy thì liệu có thiết bị nào có thể dừng xe mà không làm tổn thương người ngồi trong xe? Trên thực tế, điều này có thể được thực hiện với hệ thống đỗ xe tần số vô tuyến. Khi sử dụng, chỉ cần hướng vào xe mục tiêu và bấm nút điều khiển, có thể vô hiệu hóa một chiếc ô tô mà không cần chạm vào nó. Tên đầy đủ của nó là hệ thống dừng an toàn tần số vô tuyến. Công nghệ này sử dụng một thiết bị có thể tạo ra các xung điện từ mạnh mẽ. Lắp đặt nó trên xe ô tô, khi cần điều khiển và đánh chặn phương tiện, bộ bức xạ xung phát ra có thể gây nhiễu hệ thống điện tử của phương tiện mục tiêu, ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng như hệ thống đánh lửa điện tử và khiến phương tiện bị mất nguồn. Tầm bắn hiệu quả là 50m, điều đáng nói là nó đã được thử nghiệm không chỉ với ô tô mà còn với nhiều loại động cơ khác bao gồm cả xe máy. Ngay cả một chiếc du thuyền cũng buộc phải dừng lại vì nó, thật không thể tin được. Thanh sắt răng cưa là gì? Tại sao khi sửa chữa cầu lại lắp đặt nó ở giữa mặt cầu? Nó được sử dụng để làm gì?
Trước hết, đây là hai thanh sắt giang cưa, thứ này được lắp đặt trên mặt cầu sở dĩ là để cứu mạng. Nói đến đây chắc hẳn một số người sẽ bối rối, vậy những tấm sắt nhỏ có thể cứu mạng mọi người như thế nào? Hồi còn đi học mọi người đều được học một hiện tượng, đó là hiện tượng cộng hưởng. Khi xe đi qua cầu, tần số dao động của động cơ xe sẽ cộng hưởng với cầu. Lúc này nếu trên cầu có nhiều phương tiện qua lại thì tần số cộng hưởng sẽ rất lớn. Nhiều phương tiện như vậy sẽ cộng hưởng với thân cầu rất dễ bị sập. Ngoài ra do hiện tượng giãn nở và co lại vì nhiệt, thân cầu cũng có thể bị nứt, thậm chí bị sập. Để tránh những tai nạn như vậy, giữa mỗi đoạn cầu đều sử dụng kết nối mềm. Do đó trong quá trình thi công cầu sẽ mở một khe giữa hai đoạn cầu, khe này có tên khoa học là khe co giãn cầu. Khe co giãn này không thể tùy ý mà đào được, nó không được ảnh hưởng đến kết cấu an toàn tổng thể của thân cầu. Sau khi đào xong khe co giãn thì tiến hành lắp hai thanh sắt giang cưa vào bên trong. Hai thanh sắt giang cưa này sẽ không áp sát vào nhau mà để lại một khoảng trống nhất định ở giữa để làm đệm. Bằng cách này, ngay cả khi phương tiện và thân cầu cộng hưởng, biên độ rung sẽ bị loại bỏ bởi thanh sắt giang cưa này. Và ngay cả khi nó bị ảnh hưởng bởi sự giãn nở và co lại do nhiệt, thanh sắt giang cưa có thể bù đắp nó một cách hoàn hảo. Do đó, để đảm bảo tuổi thọ của cây cầu, nó còn được gọi là hiện vật cứu sinh của thân cầu. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.